Ban đầu em xin tặng em một cái project, em là em hai đầu vào ạ. Trong đây là bắt đầu chúng ta viết code ạ. Viết code thì em đã viết trước rồi, em chỉ add vào thôi. Sau khi viết code xong thì bắt đầu chỉnh biên dịch ạ. Khi new và x. Rồi, sau chỉnh biên dịch thì bắt đầu là task. Đến phần mô phỏng, simulation và word. Hai. Anh ok. Vào đây vào. Add to weight và tất cả item gì cần. Sau đó vào đây. Vào trong club. Thay đổi các thông số. Ở đây em không thay đổi, không có gì. Anh ok. Vào N2 ạ. B đây thay đổi thông số và clock đây thay đổi 200. Ok, sau khi thay đổi thông số xong thì ấn start để bắt đầu. Ở đây thì em để lên 100 giây nên không có, em để cho lên 1000. Đây ạ. Thì n hai đầu vào khi tất cả các giá trị của nó bằng 1 thì đầu ra bằng 1, còn một trong hai cái bằng 0 thì ra bằng 0 đấy.